Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có đơn hàng của anh Thiệu ở Lâm Đồng sử dụng cho cây cà phê để diệt trừ con rầy, con rệp sáp trên cây cà phê này, và đồng thời có thêm cả cái món mà dưỡng trái giải nhiệt cho cây, giúp cho cây chống sốc khi gặp trời nắng nóng này, dưỡng trái non lớn trái, giúp giải độc các chất kích thích từ những vụ trước nhé. Với một bộ này thì anh chị em nhà mình có thể pha được khoảng tầm 400 lít nước, trong đó nó có hai cái gói mãnh hổ và một chai trùng dẹp cùng với hai gói combi rong biển này, kết hợp cùng với hai cái chai mà siêu thấm loang trải mạnh, thấm sâu mạnh đây nhé. Cái trùng dẹp với lại cái mãnh hổ này nó kết hợp với nhau thì nó sẽ giúp là diệt trừ những cái con rầy rệp sáp, cộng thêm cái thấm sâu loang trải mạnh này thì nó sẽ giúp là cho cái thuốc thấm mạnh vào trong cái lớp sáp để đánh những cái con rệp sáp trong đấy này. Và nó còn có thêm tác dụng là diệt trứng của những cái con rầy rệp đấy, và chống lột xác, chống những cái con non nó lột xác lớn lên nhé. Những cái con mà nó kháng thuốc ấy, thì nó sẽ cái thuốc này nó sẽ giúp là hạn chế cái sự lột xác của những cái con kia, thì nó sẽ có thể là nó sẽ không lớn được và nó chết dần đi, thì nó sẽ không có để đẻ thêm được trứng nữa nhé. Và trong cái bộ này thì nó còn có thêm tác dụng nữa là hạn chế được cả những cái con sâu đục quả, đục cành, chống rụng trái non hoặc rụng trái sinh lý, dưỡng trái non và lớn trái này. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Nếu cô chú anh chị em có nhu cầu sử dụng những cái món thuốc này thì cũng có thể là liên lạc với em qua cái số hai số trên màn hình đấy nhé. Cái số bên trên là có Zalo này. Và cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh em để được tiếp tục theo dõi những video sau nữa nhé.